anh và Tết gia đình em. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Mời anh chị uống nước. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay anh xã em cũng như trong bộ chức Tết anh chị trong cơ quan nên chiều gia đình em mới đặt ra xa nhà anh chị chúc Tết. Năm mới, cô chăm có lì xì đẹp hơn nè. Chúc bơ năm mới, học giỏi, chăm ngoan, cho nên là ba mẹ con nha. Dạ, cảm ơn cô, con chúc cô sức khỏe, năm mới vui vẻ. Dạ, bơ ngoan quá. Cô bé nhà mình học mấy rồi? Ông nhà chị học lớp 3 rồi em ạ. Ông ơi, con chào cô chú đi. Chào cô chú. Rồi, ông giỏi quá. Rồi, có gì năm mới chú chúc con học giỏi, đẹp trai nè, nghe lời ba mẹ. Con gửi em con luôn đi, em con chơi bên nhà hàng xóm đó. À vậy thôi thì có gì chú gửi một gửi em con luôn nha. Mày nhỏ nó thương em quá. Dạ. Đâu nhớ con em hết á. Dạ không sao đâu ơi chị. Ông ơi, con bỏ điện thoại xuống đi một chút thôi. Bơ ơi, năm nay con học lớp mấy rồi? Trời ơi, con học lớp 1 mà giỏi quá nè. Lì xì gì có 20 ngàn nè. Ảnh anh chị quá, mấy con nhỏ nhiều cũng nó bị hơi. Rồi không sao đâu, rồi cái gì đó con biết mà. Rồi có gì không sao hết. Không để em về, Dạ. Dạ, chồng em cũng qua đây chút xíu, ghé thăm chị chút xíu. Có gì tụi em đi nhà khác, cho phép mời. Cảm ơn anh chị, vậy có gì chồng anh trực tiếp đi nha. Để chiều hai vợ chồng em cũng tranh thủ hơn. Rồi, bơ con chào cô Trâm rồi đi về nha. Chào con, chào con gái nha. Rồi, chào chị. Rồi, anh chị nha. Dạ, em chào anh. Ông ơi, bà mẹ nói chuyện chút xíu nè. Rồi, ông của mẹ, chị mẹ điện thoại chút xíu nha. Rồi, ông ơi, điện thoại nhưng mà chỉ dục ít thôi, không chạm vào tí mắt và việc học của con nữa. Con nhớ chưa? Dạ, nhớ. Ông ơi, cho mẹ hỏi chút xíu. Hồi sáng á, chú xin lì xì cho con á, sao con lại tỏ thái độ như vậy? Mẹ là vì chú Nghĩ tặng cho con 500 ngàn lận, là chú Việt tặng cho con có 20 ngàn lận. Ông này, từ khi mà con là người lớn á, thì con phải biết chào hỏi, con phải biết cảm ơn khi mà chú cho con lì xì cho con nha. Nhưng mà cái việc lì xì này sẽ mang ý nghĩa là mừng tuổi của con, nên dù ít được nhiều thì mình không có được tỏ thái độ như vậy, con hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, làm sao con sẽ không làm như vậy nữa đâu. Giỏi, con trai ngoan của mẹ.